OK, xong xuống đây nó nói xoa cung xe mèo cao qua từ lọc mô bên trên bộ cam thì cái đôi này bị bật bản xe máy đi nên nó này cũng vô tự tôi xe video nhóm lắm ta bàn nhằm mây hay nấy hay chung click chui cầm bằng kẹt nhân khăn khổ nóng khó vừa lỡ thì nhóm cũng vô tự video đó cứ mong thèm tiếp lưu gì hay nhóm tôi hãy nhóm mình cho đây kìa chắc một nhóm cho đấy khi nhóm bên trên này rõ xe mèo hai nhật đó nên tôi nhật đó nên là quật khổ bị thật đấy ai tôi xa cho mỗi video nhóm bàn tiếp sẽ phố và tôi bàn phơi video cho làm thế cuối là vô sổ nam mới chọc lên game chờ em tôi bàn cả video đâu về nó pho YouTube vậy đó chơi pho sờ dù dù pho môi và này pi và này bay và này có mọi người nó xăm một lại là vậy vậy lên này làm bắt tới mình chơi gì mình form để mình game chơi của mà dạ trong năm đấy cứ mình tới event event này game mình chơi những cái đẹp mình chơi những cái cái chơi chơi này mình chơi bán chắp vào lòng chơi cũng biết là bộ cái này chơi trong đó là ngày nào nhưng mà với nhà bạn hai người nó lấy flash ra nhà mình nó không được alright, thậm chí cái việc thời ban bậc cao chỉ play game xem PS4 ấy, bè, nhưng và top bị miền cao và hai luôn là Xbox One, alright, yeah, P mở trong năm cái lò máu, thậm chí ban chơi game này luôn, nên bậc cao chỉ play game xem PS4 ấy, chơi một lần cao giá cao bị cái môn Sony to lại mà đâu, nên không cao chơi subscribe chơi một lần cao này luôn, nhưng nếu mình khi nào về để việc thời ban ba chấm hoa chỉ play game, ở cọt là lừa ở PlayStation Store, hai việc khổ là bậc hai chỉ play game này không ngày tì phẩm phớt. Khả sống của Trang bị bọn đọc cùng bởi khả một lần phòng này. So với chúng mỗi phòng này nên khả nọ các này kì nhóm nâng thuê ca lực dục panty đã chia panty tập cọ và bỏ phát chi khổ nâng trên nhưng khả nọ được ca bình thường nên khả một lần. Anh nâng khai khối rưu mua của khả nâng gặp 8 nhân xe má nữa. Tại này kì chứ khẳng xếp để biết thời bán bài thí và to vì ở panty bán thuê ca và các ca bị phân tực ca y sĩ nhưng phát triển này nó nên vào đó ấy. Cứ còn nâng thuê ca chênh panty phần mũi côn phần mũi tại vì ở tàu chiêng y đa kè cho mỗi đồng má hoặc vì thông chiêng tạm cái này bê đài san hốc cư miên tầm hông buôn cái lỗ mạch cái rế thì giờ y đa kè cho mỗi đồng má miên tầm hông trong nguồn tùm bầy cái lỗ mạch cái rế ok dẫn so bê cho mỗi cái nghĩa cư ở thường nhập ca bài xe lên được dưỡng bàn cư chạm chất anh đang chi chi khẳng xếp rồi bằng taxi đẹp khổ lần trên cho một đồng phan thì được có nhưng anh phải hai bàn phân nó đẩy nhầm vô màu trên màu pi ở disco để kê trên màu đi khá nghĩa nha bị phân tất cả easy hoặc là vì chạp làm ảm đẹp màu bà đạp nào hoặc dưỡng đồng chrome trăm mưa đồng ngọt nghĩa nên đó nếu bàn thiền luôn hai nữa cho một đồng phan thì được bỏ phạt chi thứ mây mười nắng bạn hãy dưỡng đồng nghe đấy xem phan thì phạt chi thứ mây mười đồng phòng này bắt phải hai kẹt tên cho một đồng chân nạp và rõm từ lửa Call the Tree Black Op 4 đến hai tất cả thang siêu đi hồi bây giờ nếu vì thử ban bảo hành xuống rồi bên một hai cầm lỗ màu vì thử ban từ tu ca chắp và rõm pin nhập vào bèn gỗ đo tới rồi màn chỉ phải sắp phẩm tơ phía rồi nó cho mình đến cho một đồng ca lộ đại clan của xong hai vị tựa ban ca chụp chơi có tích đẹp ta tới game cái chỉ một hệ game FPS chỉ món thông mây mũi đã đạt lộ nơi lời về thỏa nét để hai thằng bị giá này vì mình từ lại chập thì học sắp là làm từ chấm vì thời ban đi lọc bài chrome hôn ở ấy những play mua bài đấy vì thời ban đi lọc bài chrome hôn truy giá hai năm và hai đại chrome hôn activation xem nhạc ở PS4 Windows cho mình Xbox One game nó vì thời ban ban chơi chỉ tầm rộng bay một để dùng hai thằng đối chuyện multiplayer multiplayer nó cứ lên từ điện cho mình CSGO cho mình để mạnh vì miền đọc họ bay cho một cái đạp họ bay hay là một nghề phù hay một nghề chỉ chọn điện xem em một nghề tiếp biết chỉ một nghề battle để thể hiện cho một đường phát trí hay là rule vì thời ban bạn phải cho nó tầm đúng game play ba rồi hàng hôn hay trụ chất đây là rõ mà không cả một cô chơi nào vậy đó cứ tìm bay cái vị trí một nghề sống bị một to làm đồng xem em nhóm mất khỏi bây giờ sao là bọn việc ban và màn chiều phi ngay khỏi máu kinh khơi nha giờ nó bị thua bàn lò vì cái bàn lò trên phát trí ngay tất cả toàn cho một đường phanh hai chiếc cho một đường phanh hai cùng hot cho mau biến cứ việc tích tụ một đẹp về vài chục bàn nhưng bên trên đang tập một game play boss siêu đi thoảng thay bên bên phía là hồn chốt chạy mau biến cứ chênh máu cứ chập đam tập bố cứ bị hiển smoke man tích chạy toàn cho một đường phanh tí nâng ca thật chưa là thêm gì đam ai chỉ bị xét xử là ca banh cái cứ bị hot play vì game play boss phát chi to đời xa tài rùm nho này ca banh những hàng thay đổi coi là mau biến cứ sơ khăn này thay xử là ca banh cứ chạm mạch ed cổp pele tôi op để giống mang tôi một trong một cú sụt tôi nằm đâu hai gần đấy vì ai lên mang thằng đợi app chạm bàn nó biết bắt đầu từ lời chụp nhìn chồn chạm mới nhông tay ban và chụp pi trong bay sạp ở đá chạm những chân mình dấu lưu dụ tại toàn cho mọi đường game call được thêm mấy lần và xin chịu miên đang sùng bò chạm vào lòng chồn ai chơi ca không bằng đẹp nhưng được khăn khổ nằm bàn phòng này nhưng nằm suy yếm và hàng chui nên là ngọt này ok sụt đấy bom ổn để chỉ fan là vào rùa sợi vợ nơi thằng ngay ti đọc vào mỗi hàng một lần làm bởi chỉ kích out all cho một lần cùng được khúc một trăm và World of Survivor khi nhóm làm vừa can live rồi à PP mang xem game play World of Survivor
have fun ជាមួយនឹងអ្នកនេះ chill ជាមួយនឹងអ្នកនេះហើយខ្ញុំនឹងធ្វើការចាយចំនួន 120,000 diamond នៅលើ line ហ្នឹងថាតើខ្ញុំនឹងទទួលបានរបស់លវយគេខ្លះដែលខ្ញុំបានបើកនៅក្នុងជាមួយនឹងការចាយទៅលើ 120,000 diamond ហ្នឹងមិនមែន 12,000 ហើយក៏មិនមែន 1,200 គឺ 210,000 diamond បាទអញ្ចឹងខ្ញុំនឹងរងចាំមើលទាំងអស់គ្នាហើយអ្នកទាំងអស់នេះនឹងធ្វើការ have fun ជាមួយខ្ញុំនៅថ្ងៃហ្នឹងគឺខ្ញុំនឹងព្យាយាមលេងនៅលើទូរស័ព្ទដើម្បី live ជូនអ្នកទាំងអស់គ្នាហើយខ្ញុំនឹងព្យាយាមលេងយក chicken បើទោះខ្ញុំយក chicken របស់បានខ្ញុំអាចនឹងញ៉ាំមីដែលហល់បំផុតដូចជា spicy ឬមួយក៏មាន challenge អីផ្សេងៗមួយនេះអស់ដែលមើល stream ខ្ញុំផងដែរមានចំណាប់អារម្មណ៍មានមតិអីអាចធ្វើការ comment ប្រាប់ខ្ញុំបន្ថែមសម្រាប់យោបល់តើតើជាមួយនឹងការ live stream នៅថ្ងៃទី6ខែមុខហ្នឹងខ្ញុំច្រឡំខ្ញុំ live ឲ្យរួចអស់ survival ហ៎សម្រាប់បងប្អូនដែលជាអ្នកលេង Mobile Legends នៅខ្មែរយើង Mobile Legends វាគឺជាប្រភេទ game mobile មួយនៅលើទូរស័ព្ទដៃហើយក៏មានអ្នកលេងច្រើនណាស់ក្នុងប្រទេសកម្ពុជាក្រុមការងារ Mobile Legends Admin Fan Fake យ៉ាងតរតែម្ដងបានធ្វើការរៀបចំការប្រកួតខ្នាតតូចមួយដែលយើងហៅថា MLC បាទសម្រាប់រដូវការទី1ម្ដងរួចមកហើយហើយមានអ្នកគាំទ្រក៏មិនតិចដែរនិយាយទៅសម្រាប់ការចុះឈ្មោះមានដល់ប្រហែល32ក្រុមហើយមានការទស្សនា online ប្រមាណជា2,000 អ្នកទៀតជាមួយរង្វាន់សម្រាប់អ្នកឆាលេខ1បាន diamond ស្មើនឹង100ដុល្លារលេខ2បាន diamond ស្មើនឹង50លេខ10ដុល្លារលេខ3បាន diamond ស្មើនឹង20ដុល្លារឥឡូវនេះ Mobile Legends Cambodia ដែលជា fan fake បានធ្វើការប្រកាសនៅការប្រកួតថ្មីមួយទៀតគឺ MLC រដូវកាលទី2ឆ្នាំ2018ដែលវាធំជាងរដូវកាលចាស់វាមានប្រាក់រង្វាន់សម្រាប់ដល់ទៅ1,500,000 រៀលបាទហើយការចុះឈ្មោះគឺបើកចាប់ពីថ្ងៃទី5រហូតដល់ថ្ងៃទី15ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2018អញ្ចឹងអ្នកតគាត់លេង Mobile Legends មានធីមមានអី Yeah complete ចូលរួមចុះឈ្មោះទាំងអស់គ្នាតាមរយៈ page ដែលមានឈ្មោះថា Mobile Legends Cambodia ចូលទៅអានព័ត៌មានបន្ថែមអូខេ So ថ្ងៃនេះគឺខ្ញុំមានអីច្រើនសម្រាប់ខែអ្នកទាំងអស់គ្នាប៉ុណ្ណឹងគឺគ្រប់គ្រាន់ហើយឥឡូវនេះមកវិក្កយសូមចូលគេងទៅណាយ៉ាងណាមិញបើមានពាក្យពេចន៍កំហុសឆ្គងកន្លែងណាខ្ញុំសូមអធិស្ឋានរបស់អ្នកទាំងអស់គ្នាផងដែរសូមជម្រាបលាប៉ុណ្ណឹងជួបគ្នាជាមួយនឹងថ្ងៃស្អែកបន្តទៀតបាយបាយ ពីបានជិតនៅក្នុងការសម្រេចចិត្តស្វែងរក brand laptop ដែលលោកអ្នកកំពុងតែចាប់ផ្ដើមជាមួយនឹង gaming មែនទេ MSI គឺជាជំរឿនដ៏ល្អសម្រាប់លោកអ្នក 188bit គឺជាគេហទំព័រដែលអាចឲ្យលោកអ្នកធ្វើការភ្នាល់នៅការប្រកួត game online ផ្សេងៗដែលយើងហៅថាកីឡា electronic ផ្សេងៗដូចជា Dota 2, CS:GO, LOL និង game ជាច្រើនទៀតដែលអ្នកអាចធ្វើការចាប់ផ្ដើមតាមរយៈតំណ description នៅខាងក្រោមវីដេអូនេះបានជាជាជាមួយនឹងក្រុមអឡក្នុងការប្រកួត game online ផ្សេងឆ្នាំទឹកប្រាក់ប្រពត់ជាមួយនឹង 188bit នៅឡងឡាយធ្វើការស្វែងរកនៅសម្ភារៈ gaming ផ្សេងផ្សេងជាពិសេសសម្ភារៈដែលយើងកំពុងតែប្រើប្រាស់ប្រចាំថ្ងៃដូចជា monitor mouse keyboard បាទ mouse pad ជាមួយនឹងសម្ភារៈផ្សេងផ្សេងទៀតដូចជា accessory សម្រាប់ gaming នៅក្នុងហាង One Gear បានសម្រាប់ព័ត៌មានបន្ថែមសូមធ្វើការចុចនៅតំណ description ខាងក្រោមវីដេអូមួយនេះ